tin được không bà con ơi? Tin được không? Đây là cái clip em vừa mới quay ở nhà. Đây là những cái nhánh mai mà em bỏ vô cái chậu. Cái này chậu chút xíu à, thấy không? Nó chậu nước. Mà để cái này là coi như là được hơn một tháng rồi. Mà đó, anh chị các bạn thấy vẫn còn tươi xanh đúng không? Đó, vẫn còn tươi xanh. Mà vô nước tới cả tháng trời luôn rồi đó anh em. Đấy. Như vậy thì cái cây mai mà nó bị dư nước, nó có chết không? Nó có sao không? Rõ ràng là cái cây mai mà nhúng vô nước vậy chứng tỏ là cây mai nó bị nước quá nhiều rồi, đúng không? Đúng không anh chị các bạn? Cây mai nhúng vô nước, cái nhánh mai thôi. Cái này cái nhánh mai nhúng vô nước cả tháng trời rồi mà nó vẫn còn tươi vậy. Không biết có khi nào là cây mai có thể là nào mà trồng được trong nước không anh em ơi? Đây là quang cảnh ở vườn mai anh Út Đực. Thì trong cái chủ đề này em muốn quay cho anh chị xem. Nhiều anh chị rất là lo lắng cái mùa mưa. Ngay cái ngày chiều tối ngày hôm qua thì mưa lũ lụt rất là nhiều. Đây anh đây nè, anh Út Nguyễn ha. Này quay cho anh em xem nè. Đâu rồi Út, đâu rồi? Đây đó, đây nè, đây nè anh Út á, thấy không? Anh Út nè đó, anh Út ảnh quay mấy cái clip mà chiều hôm qua đó, ở ngay Thủ Đức nè đó, ngay Thủ Đức mà đó sấm chớp, thấy không? Coi như là biến thành y như sông vậy đó. Đó nè, đây nè, đó đây nè. Đó này, ngay chợ Thủ Đức ha. Mưa như vậy thì một số vườn mai ở Thủ Đức là chắc là ngập nhiều lắm đó nha. Hãy coi coi. Ôi chào anh Út nha. Dạ em chào anh Trường nha. Trời mưa mầm mày ớt không? Qua mưa quá trời, có bị ngập gì không anh? Không, cũng không có ngập, nói chung là đây mưa nước thoát mà. Mưa rút hết ha. Mới là bây giờ thấy sạch trơn đã không? Ở giờ sạch trơn. Cách đây chừng hơn một năm là ở vườn mai nốt là cũng ngập lên láng chứ không phải đùa đâu. Đó mà đúng rồi, mình đi hai thằng nước rồi rồi khô ráo đi ngon. Nhớ không? Bữa trước là lội vô đây nè. Mà hôm nay là khô ráo quá trời luôn à. Thấy mai phát triển, thấy mai không? Bỏ không ấy về vô nè, thấy không? Dạ. Mà thấy lại lá là thấy mai không? Nè. Mà là lá không? Này là bài ghép nè, này giáo đức, thấy không? Mới có một cơn mưa thôi. Đó. Mới có một cơn mưa hôm qua là mưa thật sự là mưa lớn ha anh đâu. Đúng rồi, thấy lại là mai lên kìa. Cái mai nó khỏe, em lại lên đã lắm. Hồi nãy em mới coi cho mấy anh em xem là em có cái nhánh mai em để trong nước mà hơn cả tháng rồi vẫn tươi xanh như vậy luôn nè. Trời ơi, một năm luôn cũng tươi nữa. Hả? Một năm luôn hả? Một năm cũng tươi nữa. Cái nước không giờ. Nếu như vậy á là em muốn đặt câu hỏi với anh Út là coi như là mưa mà ngày nào nó cũng mưa vậy thì nó cũng sẽ dễ bị như nước vậy. Cái dư nước của cái cắm trong cái bình nó khác gì với cái dư nước không? Cái trong cái này dư nước có làm cây chết không? Cái để anh nói em nghe, cái nhánh mai mà em cầm trong cái bình đó, cái nhánh mai mà Tết có bông nó cầm đến bình đó, nửa năm hàng năm cũng còn sống như là tư bình thường. Còn cây mai mà vậy với em chừng nào cái bình đó em chưa rút ra nó mới chết. Còn cây mai mà nó khỏe vậy nè, nó càng mưa cái mai càng tốt. Còn cây mai còn cây mai mà bệnh á, cây mai không chảy nước á, là cây mai si á, là càng mưa là cây mai càng hư. Vậy mình phải làm rõ cái vấn đề là coi như là cái phần dư nước rồi nè. Đó. Bởi vì nhiều khi anh Út cũng có nói là ngày nào cũng tưới, nó dư nước rồi sao? Để giờ mưa ngày nào cũng mưa đó. Để em nghe, còn cái dạng mai của anh vậy nè. Thành cái mai nó khỏe, nó càng mưa cái mai càng tốt.
Nhưng mà nếu mà ngày nào cũng mưa thì sao? Dễ, ngày nào cũng mưa em, dễ gì bất quá, từ giỏi lắm từng lãi chứ nhiêu mà không à. Mà để nó nghe. Mình thấy có cái trường hợp đó chứ anh. Cái mai gì đó tầm gì đó tốt dữ lắm. Thì hôm qua mưa mà bữa nay cũng mưa nè. Trời ơi, nó anh đấy nó nghe. Ê như con người ta. Con người ta ai cũng vậy. Con người mà sức khỏe nó dồi dào là cái mưa gió gì nó cũng khỏe trơn á. Bởi cái cây mai cũng vậy, mình ấy như con người mình vậy. Mình nếu phải sáng mời đó là mình phải gắng ăn. Cây mai cũng vậy, mình phải làm sao mà lúc thời điểm này càng mình làm sao cho cây mai nó khỏe. Là mưa xuống là cây mai nó bắt cầu đi luôn, là cây mai nó khỏe. Mà nó thấy em thấy có mai nở nè. À, này. Mưa xuống bắt đầu nó bắt đầu nó nở. Nè. Thấy không? À. Em thấy các bạn chạy đọt cái ghê chưa? Đó, mưa xuống bắt đầu nở. Cái dại nở đó. Mà hôm nay anh lãi lá cũng nhiều nè. À. Ô, lãi chạy đọt đã mà. Không. Nhờ nhích bít phần nhẹ bỏ phần vô nó bắt phần anh thấy là đọt lên khiếp không? Mà coi như là cái ý em là ví dụ giống như là cái trời mưa liên tục thì nó cũng tương tự giống như là cắm vô cái bình nước vậy đó, thì nó đâu có sao đâu đúng không? Cái phải là không có ăn khui chứ. Thì quan giống như bây giờ anh cắm vô nước thì quan trọng là ở dưới nó phải rút nước được lên. Thì rồi. Nó mới tươi đúng không? Đúng rồi. Rồi trong cái chậu thì nếu mà mưa liên tục vậy thì cũng gần như là nó đang nước tùm lum hết. Đấy, nhưng mà cái rễ mà nó không hút được nước lên là nó không sao, có. Đấy, thành ra em nói bởi vì đôn này á, cái đôn mà từ trong năm mà tới tình trạng giờ này á, mình sẽ giá làm cho cây mai mình nó khỏe. À. Mà lỡ cái nước mưa xuống thì phải nước mưa cạn qua, mai anh đâu có bao giờ mà tứ lá. À. Tứ gốc không, hay là mưa xuống cây em thấy cái lá sạch sạch trần đã không? À. Không có miếng bụi luôn. À. À. Đó, cái gì cũng vậy, em thấy cái đợt non là nó sẽ chạy ra, mà cây mai của anh là nó chạy đọt rồi. À. Nó mưa xuống nó bắt cầu là nó chạy luôn. Dạ. Đó, bây giờ cái mai đẹp là vậy, mình làm sao mà cây mai hồi đầu nó đẹp á, là mưa xuống nó mới đẹp được. Ừ. Còn cây mai hồi đầu mà cây mai ngủ mà mưa xuống mà sao ngủ được. Nấp nữa. Thật sự là vậy. Dạ. Thấy không? Cũng như cây mai nó đã nó là nó cây mai đó nó giờ nó đã dậy rồi, nó càng mưa nó càng đẹp. À. Mà giờ em giả sử là coi như là gần bà bão luôn đi, ngày nào cũng mưa ngập lúc vậy đó. Nhưng mà nếu cây mai của anh Út khỏe là nó vẫn chịu được. Đúng không? Bình thường. Còn cái trường hợp mà nó không chịu được thì lúc đó là cái rễ nó đang có mình vấn đề, sợ cái nó không hút nước được. Cái mai mà không chạy đọt. À. Là cái nhất, cái hai là cái mai lá me. Thì mấy cái đó là do cái rễ nó đúng không? Đúng rồi, còn cái thứ ba cái mai ngủ là cái mai ngủ là cái lá buồn. Dạ. Là càng mưa là cái mai càng chết. À. Còn cái thứ này em vọng hứa anh. Ừ. Nó tốt cho em coi. Đã à. Nói nước mưa nước tiên mà nó không bao giờ mà chỉ mình tưới nước mình cây mai mà cái nước mình á mình tưới mỗi ngày cây mai nó mới lạnh thôi, còn cái nước mưa là chất lượng anh nói thiệt. Không bao giờ, cũng như vậy là anh lãi lá hết giờ xỉ luôn, hết xỉ lớn không, nó lạnh nhưng mà sao nó cái bóng cắm vô bình nó vẫn sống không, cái, nếu tiếng tỏ là nó hút nước, nó chủ yếu nó sống bằng nước nó, đúng không? Cái nước hay bữa này bởi anh mới nói cây mai làm sao cho cây mai chảy nước là cây mai uống nước á. À. Là cái lá nó mới từ nó sạch được. Còn cái mai mà không uống nước là cái mai có lá buồn. Như vậy là những cái trường hợp mà sợ trời mưa là cây mai mình sợ cây mai mình không uống được nước mưa á, đúng không? Đúng rồi. Không uống được mưa sợ thì nó bị bệnh thôi. Mặc dù là mưa nó dầm về nhưng mà không uống được nước thì nó sẽ anh sẽ bệnh. Em nấu cho vui với như mai của anh nè. Chừng 4 bữa mà mưa cây anh mực, biết chi không? Đặt câu hỏi gì không? Biết chi không? 4 bữa không? Nè. Có thời gian lãi ra mai nè, có thời gian sửa mai nè. Có thời gian làm phôi nè. Dạ. Tứ. Câu hỏi đặt cái hồng. Có câu hỏi gì anh nói đi. Có anh em nào mà biết được cái tại sao nước mưa mà như nước tiên mà vậy độ pH của nước mưa là bao nhiêu? Độ pH của nước mưa là bao nhiêu? Anh em ơi. Mình search Google Maps liền á lộn. Search Google liền anh em. Nhưng mà độ pH thông thường này chắc là độ pH bình thường chắc là 7 quá, nhưng mà để không, em sợ trời. Nước trung tính, nước trung tính mới là 7. Còn nước mưa chắc thấp hơn không anh? Nước mưa là chắc phải từ 5.5. À, nước mưa 6.5. Có thấp hơn đúng không? À 5.5 tới 6.5. Là nhiều khi nó có dễ có cái axit nữa không? Có chút xíu axit. À là nó sẽ độ pH nó sẽ thấp hơn. Còn nước vung tên mình xài là 7 chấm chính xác luôn. À 7 chấm. Cảm ơn anh Trường nha, cung cấp một kiến thức cho mấy anh em chưa biết giống em nha. Mà anh Trường có sợ nước mưa không anh Trường? Không. Mưa giờ nó bão, ngày nào nó cũng mưa thì làm sao? Không. Sợ không? Không, nói chung là đừng có để ra động nước thôi.
Còn nước nó thoát nước tốt thì ok. Nhưng mà hồi nãy anh chưa thấy cái clip mà em để cắt cái nhánh này, em để trong cái chai nước mà một tháng trời em bỏ hơn năm chưa tươi chết. bình thường. Đây, quay lại cho anh coi đàng hoàng. Em quay trước khi đây đó đó, từ từ quay lại cho anh coi nè, hai bên luôn nha nè. Nghe không đó, nó xì đọt luôn nè. Anh đúng thấy xì đọt luôn á, xì đọt nè. Nhưng anh sợ mấy mốt là nó ngậm lâu rồi sao? Không, mình gỡ ra sao nó mới chết. Mà cái này hơn tháng rồi đó. Vậy hả? Mà nó còn vẫn còn tươi như nè. Đó. Đó, anh ơi anh chờ về đây là về đây là về lấy cái bo anh ngâm nước đi. Dạ. Cái này á là nước mưa nè. Dạ. Vàng dữ vậy. Là 5.5 á. À. Nha. Cái này nước của hung tên này là 7 chấm nè. Ừ, sao anh bỏ gì vô vậy trời? Anh bỏ quỳ tím vô, à. Anh test. À. Cái máy anh làm ra nước 5.5 được nè. À. Máy của Nhật á. À. Rồi cái chai bên này. Cái này là cái ly bên đó. Cái ly bên này là cái nước anh máy nhỏ rồi. Máy của Nhật của anh làm ra. À. Là cái nồng cái độ pH nó giống như cái thằng nước mưa. À. Là 5. Kiểm 5. Tra đúng không? Kiểm tra là không? Thì anh test vậy là chắc mày anh đẹp lắm nha. Có rồi. Đúng không? Bà con. Chưa. Thì em phải có cái cơ sở của nó mới được. Khi mang á, ờ hay mai của anh trường giống cây nào ở trong chưa anh dạ chưa anh hai củ mà cái lá giống mấy cây này không chưa, anh chưa lên nữa hả? Ừ. Anh muốn mua phôi à? À chúng chạy quẩy mấy con mấy cái phôi chân lát nữa để đi vòng coi vườn mai nốt mưa xuống rồi nó như thế nào một cái rồi chỉ ngắt đọt thôi chứ giờ sao giờ à. Thấy nó phát đọt hay mơ không? Rồi sẵn anh Út đang gắt đọt cái hỏi luôn à. Ủa không bắt được hả? Đừng có bắt cá, đừng bắt cá. Hoài bận lắm đừng có đừng bắt cá mà tao hơi té với chứ cha bây giờ á. Cháu ngoại. Cháu ngoại anh Út. Có một khán giả là hỏi anh Út là à, cây mai nó đi cây 1 hay cây 2 mình gắt đọt nó ngon nhất. À, để cho nè, thường á cây mai mà muốn gắt đọt á là cây 1 mình không bắt gắt. À. À, là để cây 2 mình gắt. À, lý do tại sao anh? Tại vì thường cái cơ một là bước ra tháng giêng có thể là cây mai mới bắt là cái cây mai xì mầm. Tại vì cái tháng đó là còn nắng, nhiều khi nó xì ra phản trận tất là nó sẽ đứng rồi em. Dạ. Nó không có chạy dài đâu, khó lắm. Dạ. À, là chỉ có hàng mai vàng là anh chạy dài, còn hàng mai ghép không có đâu. Còn phải ra cơ hai đó. Là mới, mình mới gọi là cái cây khỏe, ha là cây mai không khỏe. Dạ. Tại vì cái cơ một là không là em chưa tưởng tượng được cái cây mai khỏe đâu. Tại cơ một cái ra nó sẽ đứng. Đây coi cái cơ một của ảnh đâu. Nó ra tao tuốt trong đây nè, thường nè em thấy không? Để kể nghe nè, thường hồi đầu là nó ra là nó chỉ nó ra nó nhóm mấy vậy nè, em thấy không? Dạ. Thấy không? Này cơ hai nó phải chạy vậy nè, nó chạy ghê lắm nè, em thấy cơ một nè. Em thấy không? Nó có chút xíu à. Có cái mới ra cơ một, có cái ra cơ hai. À, thấy không? Mà giờ này là mấy cái này là nó bắt đầu xì à. Giờ cái này là em phải nhắc nha, em phải tỉa lái này, là cho cái chỗ này xì ra nè. Ừ. Tại vì thường là đánh chung là anh em là mai là mỗi người ý, còn của anh là phải cơ hai mình là mình nhắc đọt. Cơ một là mình đọt đó mà nhắc. À. Tại vì cơ cái cơ một á trời còn nắng gắt lắm. Thì dạ. Mở đầu nó chưa chạy đâu. Ừ. Với cây còn yếu. Dạ. Ra cơ hai vậy nè mới biết cây khỏe hay cây không khỏe. À. Đó, anh Út mới trả lời cho chưa chứ không đó. Phải đơn giản bởi vì mà làm mai mà nào mà chắc cú là phải nó ra về là mới gọi là chắc cú. À. Còn cơ một mà chưa chắc cú đâu. Tại vì cơ hai mình biết cái đúng là cái cây mai khỏe hay cái mai không khỏe, còn cơ một nó ra khúc là đứng rồi em. À. Là nó đứng là khi cái lá nó là trời nắng quá lá nó sẽ vàng. Ý bạn là sợ cơ một cũng ra nó dài quá mà không có đâu, dễ gì. Cơ một là khó dài lắm. Cái ghép khó là chắc cũng không? À, là cái hàng dạo đức là khó lắm. Còn mấy thằng kia để nói chung mấy cái thằng kia để chạy hoài. Còn trời mưa mà lỡ cây mai mình nó hơi yếu xíu rồi giờ mình làm sao anh? Không lẽ giờ mình vậy? Che hả? Không, mình che gốc. Anh đẩy luôn. Được. Anh đẩy luôn. Giả sử cây hơi yếu chứ. Đẩy do có nước mưa luôn. Cái mấy cái đó biết sao? Đẩy nó nghe mưa là không lẽ mưa hoài. Mưa hoài luôn. Lâu lâu á, lâu lâu có bão từng lễ thôi. Thời tiết thay đổi mưa hoài. Cũng chẳng có nói chung mà nhưng mà mai cũng vậy, y người ta cũng vậy thì cũng có phải có cây đực cây cái. Dạ. Còn cây mai mà ai vườn nào cũng tết nào cũng đạt 80-80 hết rồi. À. Mai làm có ý nghĩa. Anh nói thật. À. Không bao giờ có ý nghĩa.
cây mai làm thì cũng phải có đạt, có hư, có này có kia. Thì giống như là coi như là may mắn, không phải là ai cũng có may mắn hết, đúng không? Có người có may mắn, có người là thiếu may mắn, đúng không? Chứ không phải là đơn giản đâu. Mà anh thấy như của anh vậy là anh thấy là anh cũng tội nguyện, thật sự là vậy. Tại giờ này là mình mai mình biết kết quả trơn này. Là mình biết cây nào hư, cây nào không hư, cây nào yếu, không yếu là mình đã biết hết trơn. Bây giờ mấy cây ở đây là anh để toàn mà mấy cây tốt không à. Nhưng mà mấy cây hình như ở trong góc bên kia kìa. Mấy cây hình như là cây là người ta gửi nhiều đúng không? Gửi mà, còn mai là đa số mai tốt. Anh không, anh để mình anh qua đó. Cái cây góc bên kia nè, mình xem còn, nha còn, anh em. Còn này mai là mai ẩu quả đem vô nè, thấy không? À. Nè thấy không? Ẩu quả đem vô. Cái này lá gai hả anh? Lá gai. Phải không? Ở vậy hay là giá xoài? Dấu gai á, dấu gai nó xài là bên kia á. Còn cái dấu trâu nằm đây, dấu trâu nằm đây là còn cái dấu trâu. Con này là mà máy này là dấu đất đã ha, dấu đất thấy lúc nào cũng mạnh, thấy vườn cái dấu gai thấy dở xì quá trời. Là cây dấu trâu nè, dấu trâu chạy về hả? Ừ. Em chào anh Trường nha. Nó là vậy. Con này mai này nè, quả đem về, dẫu đất đem về nè, thấy không? Nay phát đọt hay mai không? À. Đó. Nhưng mà cái này cũng chưa mạnh lắm. Đúng mai non mà. Mấy cái này còn lá cũ nó bị dính đỏ đó, mai non mà. Giờ ơi, giờ năm nay là có tiền xài đó. À. Mai nó bự ghê lắm á. Nhện đỏ là bắt đầu có ẩu quả lâu rồi, như này đồ anh là đồ anh đồ đẹp không à? Đồ quánh đồ ghiếp không à, em thấy nó xì thêm hơi không hồng. Em coi nó chạy đọt không ra cái lá dày dày mà không ghiền, thấy nó vô đi đọt thêm hơi không nè, thấy không? Đó bây giờ mưa cái lắc cầu nó chạy cho em coi, em thấy giờ nó xẻ lá rất là dày ha. Cái này một lá rất dày, anh đi ra phân được một đợt phân, thấy không? Một đợt phân mới của anh á, thấy nó chạy thêm hơi không? Anh đang tỉa lọt nè, anh đang dọn tró trống nè, đang anh đi cái đợt là anh bẻ đọt trước. À. Nè, con thấy bơi không? Đó. Đó. Ở đâu không? Dẫu gai nào? Còn cái này dẫu gì anh? Dẫu đất. Ồ, đồ đất à. Không, mấy quá. Cái lá đầu nó vậy nè, lá đầu nó ra vậy, anh hỏi vậy đứng nè, về vài bữa là em phải lãi mấy cái lá bự được dục nè. Ở lá bự mà giật. Dục hết là nó mới chạy đọt. Sống dục không hả, mấy lá nhỏ mà lấy nó bự. Bự gì tới tầm kẹo cứ ngắt rồi. Em nghĩ sao cho mà cho cái mai chạy. Lá bự cũng cậy nó luôn ha. Cậy là bẻ hết là cho mấy nảy xì lên, còn em mà để cho nó nằm hoài vậy. À. Em phải lãi bỏ. Đừng để cho. À. Đẹp gì em phải lãi bỏ chứ. Đẹp. Đẹp gì mai lá này lá nít đâu xài được. À. Em mới lãi bữa nãy xì ra nè. À. Em thấy đó, em thấy không, nó đặc quá, nhiều quá, nó không xì, nó cái nó khưa là nó sẽ chạy đọt. Anh để lại 3 4 5 lá ha. Nó khưa nó phải chạy đọt. À. Cũng như nè, em thấy em lãi không nè, em thấy lãi nó xì không điều dân không? Ừ. Cái gì nè, như cây trái quý nè, anh lãi nè, thấy em lãi không phải nó 90% luôn á, gì anh xì không? Đó, thấy không? Thấy mê không? Ừ. Còn cây dấu gai anh mới lãi ngày qua đó. Cái này á. À. Cái này chắc anh cũng mới lãi nè. Mới lãi. Cây đó mà lãi chắc trước tuần rồi. Lại hết luôn toàn bộ mà không? Này cũng vậy nè. Ừ. Xì hết nè. Xì hết luôn, gai dữ lắm. Còn bên đây là gia Mai Phú Yên. Anh có mấy cây, hai cây bị nhện đỏ ha. Ừ. Đó, đó đỏ Yên. Là như là cỡ mùa mưa nó mới bị hay là... Đó qua nó bị nắng. Nắng mới bị phải không? Nắng bị, rồi anh sạch chết trơn rồi nè. Mưa là mới bị nấm. Là cái này là vài bữa nó anh rảnh là anh đi đọt nè. Sửa đọt cho đứng lên vậy nè. Này bắt đầu chạy nè. Ừ. Thấy xì thêm ơi không? Ăn phần á. Em vừa phân thùng vừa chút xíu vô nó chạy thêm ơi ha. Ừ, để mình qua bên kia cái khu mà mai nhỏ nhỏ của ảnh nè, để xem coi như thế nào. Ba cái ấy đục lum em thấy nó lên tốt. Hôm bữa có bạn hỏi cái phân mà phân mới của ảnh là phân gì, nó có cái bịch đây không anh? Có nè, anh mới đưa cho cái thằng bạn mình hết viên thùng nè. Hay em đúng cái phân hay á. Phôi ảnh có, ảnh cũng có phôi chuẩn bị đóng nè. Mấy phôi này đóng là ok à. Đóng một nhà nè. Nó đẹp không? Nè, anh để đây nè. Ờ. Nè. Trời ơi, hai đứa nhỏ nó chơi xong nó dục dài, dục tùm lum. Đó.
30 ngàn 30k à. Không hiệu quả không? Để mà hiệu quả đó. Anh mới xài như có một lần à đúng không anh? Đúng rồi. Anh mới xài có một lần à. Dùm lại kỹ cho anh em xem này. Hiệu quả nha, mình nói thiệt á. Nó không có hôi, nó không có khai. À. Em mới xài thử cho một cây thôi à. Đó, anh thấy chuẩn bị 15 gram rồi thấy không? Ừ. À, coi hai cây tứ quý của anh mới cũng mới bắt đầu xì xì rồi nè. Đang chạy đọt luôn đó, thấy không? À. Nó xịt nó hết trơn thấy không? Đó. Đó, đó. Xì quá trời luôn thấy không? Mà tứ quý này có vẻ nó chậm hơn mai vàng ha. Đúng rồi, chậm hơn, đúng rồi. Mai vàng nó ra kín cây luôn, cái này bắt đầu xì à. Đó. Mai vàng cũng xì luôn nè, mấy cây mai vàng xì ha. Nói chung anh làm mai hồi nào giờ khó bị ngủ lắm. À. Ừ, xin xì sao cho nó chứ không vụ ngủ. Ngủ là không có, thử đi hết đi vừa có cây bị ngủ nào. Từ từ qua đây coi cái mưa này cái anh. Nè. À, vậy là giờ mưa anh em cũng không có lo lắng nhiều ha, nhưng mà đối với mình những cây mai khỏe thôi. Anh giờ là mà mưa này bạn mưa này anh mừng biết sao, mình không có tứ thì lo lãi lá nách nè em thấy không? À. Lá quá trời lá cây em phát về nè. Đặng lãi đặng mình đi đọt anh em. À. Đọt cái dãy trơn tỉa đọt hết luôn. Bữa nào anh tỉa cái em quay cho anh em xem là anh tỉa như thế nào. Đó với những cây đó, còn giờ mình cứ đi vòng móc xem cái luôn. Tình hình à. À. Thấy quá. Đi quá trời chạy luôn ha. À, đó, ra đỏ luôn, quá trời luôn anh em ơi. À. Ra là. Anh chị các bạn xem nè, đó. Ra. À. Bịt mù sẽ giả luôn phải không? Cây này thì còn hơi yếu nhưng mà nó mới bắt đầu xì nè. Xì hết luôn mà. Này cái tứ à. Quý. Nó xì đẹp ghê rồi phải không? Bắt đầu xì nè. Thủ Đức luôn ha anh. Thủ Đức. Mày gửi không á? Cái này cái mai này là mai của anh. Ừ. Cái đồ nào đẹp là đồ của anh đó. Đó cái đồ mà công công là đồ của anh. Ừ. Nó phải nó chạy tùm lum mai vàng, mai năm cánh gì nó xì tùm lum phải không? Ý là cái này công nè. Ờ đồ công là đồ của anh đó. Cánh công trực á. À, nè quá trời mốt mình phải đi lo mình đi lãi cái này nè. Mấy không? Không phải đâu phải đơn giản đâu. Lãi là đẹp lắm em, không. Lãi là mê lắm. Em mà lãi ra ngửa ra đã lắm. Lẹ lắm, lẹ lớn lắm, lãi mấy nó bự quá luôn nè, thấy là lá bị sâu nè, thấy không? À. Mình phải bứt bỏ hết đi, bứt bỏ hết cho sạch rồi nè. Lại mất phôi về chứ không có, anh ở đây lãi lá ghiền. Lãi lá muốn ghiền luôn hả? Ghiền luôn. Ờ, cây này mới ghê nè, anh Út. À. Cái này... Cây mai hột dảo đó em. Cây của khách luôn hả? Ờ, của khách gửi. Ồ, khách gửi mà lại cái tốt quá ta. À. Này bây giờ năm cánh rồi nè. Nó bỏ vô lên vậy em đi tỉa đọt không cũng khùng. Mà sáng đi ngắt đọt hết tăng rồi đó, chứ có thời giờ ở đâu. Từ từ anh. Đó, coi như là tới đây thì anh em thấy trời mưa thì cũng không sao ha. Đó, trời mưa thì cũng không sao. Để lát nữa em quay cái clip mới à. Anh tỉa cái cây này đẹp quá để quay anh tỉa nè. Nhiều lắm, may tỉa cái đống mà nó lên quá trời dài kia kìa, nó thầm lòn hấn cấu. Cây này anh. Cây này hai bữa trước á, cái lá nó bẹo đẹp lắm. Rồi nếu mà trời mưa mà cây mai mình nó yếu thì cũng kể nó ha anh hay sao? Đẩy luôn, ham của anh là anh đẩy luôn à? Đẩy luôn. Tại yếu mình là mưa là mình không dùng phân. Mình đem vô nhà hoặc là đem vô lưới lan được không? Không có lan chi, mình không dùng phân. Cũng như mai đây là mình dùng phân, mai kia khỏi dùng phân là từ từ cái mai cũng sẽ lên. Vô cây yếu á mình che cái gốc lại được không? Che chi, mình không dùng phân. Đỡ nước vô. Không, mình không dùng phân. À. Đừng dùng phân. Chứ cây yếu là không dùng phân. Không. Mà chúng dùng nước thôi. Dùng nước thôi. Lâu lâu có mưa cái đâu, mưa hoài dày. À. Vài bữa nắng điên đầu luôn cái ở đó à. Anh còn phái cho mưa nữa, anh còn mừng nữa. Nó thiệt cho em, khi bà con ấy mưa hư, anh mưa anh còn mê nữa. Tại mai mình mới phẻ mà mưa đâu hư đâu sợ. Thật sự là vậy. Vậy là coi như mưa nhiều thì cũng không mà lo cây mai suy, cây mai ấy nha. Anh em phải mừng lên ha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình sợ phải mừng đúng không? Mình sợ mai hư đây. À. Mai hư mệt mỏi lắm. Mai hư thì cũng kệ nó mình, đúng không? Rồi, đúng rồi. Hư là để kêu anh nói là kêu trời cứu á. Ừ. Nhưng mà còn một cái trường hợp mà mai thời điểm này mà còn hư nữa là chút nữa giờ em sẽ tạm ngưng cái clip này, em quay cái clip mới cho anh chị các bạn mình cùng theo dõi nha. À, một cái trường hợp là của anh Phúc. Nói tên ảnh luôn. À, đây coi rồi. Anh Phúc.
Để coi anh ra phút. Đây hàng km. À đây, cây mai của ảnh vậy. Đó, để bây giờ anh sẽ quay clip mới cho anh chị các bạn mình cùng đón xem. Ở cái trường hợp này thì anh hỏi cái lá anh bị cái gì. Đó, cái này anh Út chưa thấy luôn nha. Đây, à, cái lá anh bị cái gì. Đó, đây, rồi anh em cùng đón xem cái chủ đề này nha. Thời điểm gần mưa mà cái lá nè, mà đặc biệt là cái nhánh của ảnh là bị đen nữa nha. À, để clip sau em sẽ quay kỹ cho anh em mình cùng theo dõi đón xem trên trang chủ nha. Cảm ơn anh Út, mình chào khán giả clip này anh em. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn bà con khán giả nhiều. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn trong clip tiếp theo.